chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Nếm cùng với cả bạn Vinh đang có mặt tại Tuần Châu. Và phía đằng sau kia thì chúng ta đang thấy Một dịch vụ mà rất là đặc biệt tại Hạ Long. Đó chính là thủy phi cơ Sea Airplane. Ôi mọi người hãy cùng xem cái cảnh cất cánh của chiếc Sea Airplane này nhá. Hình như là một tour như thế này nó sẽ trải dài trong tầm khoảng 15-20 phút. Wow. Một chiếc máy bay mà có thể là đi ở tất cả 3 địa hình ở dưới bộ, trên thủy và lát nữa thì sẽ là trên không. Mình thì cũng đã may mắn được trải nghiệm dịch vụ này tầm khoảng rất nhiều năm trước rồi, 6-7 năm trước, và mình thấy là nó là một trong những cái trải nghiệm xứng đáng nhất khi mà các bạn tới với Hạ Long. Cái giá vé ở đây hình như đâu đó nó rơi tầm khoảng 2 triệu mấy một người đấy. Đúng rồi, 2 triệu mấy một người bạn ạ. Và nếu mà so với ở những cái vị khách nước ngoài thì nó không phải là quá đắt, bởi vì nó chỉ chưa tới cầm khoảng 100 đô. Trong khi nếu như mà họ trải nghiệm ở những cái đất nước phát triển khác thì nó sẽ còn rất nhiều trăm đô khác. Đúng rồi. Cái máy bay này hiện tại bây giờ còn có những cái chương trình đón khách VIP ở trên Hà Nội xuống đấy bạn ạ. Bay ra Cô Tô luôn. Tớ có bay một lần từ Nội Bài xuống dưới này thì khứ hồi đâu đó ngày xưa tớ đi tầm khoảng là 9 triệu thì vậy. Không chỉ có chiếc thủy phi cơ ấy đâu mà xung quanh đây còn có rất nhiều tàu ngủ này, rất nhiều những cái du thuyền ngoài kia. Và cái bến Tuần Châu này cũng chính là nơi mà những chiếc tàu ngủ họ đang đỗ lại vào buổi đêm. Và ban ngày này thì họ sẽ di chuyển ra ngoài Vịnh Hạ Long để đưa các du khách xa với cả Vịnh Hạ Long. Tại sao mà ngày hôm nay thì Nếm với cả bạn Vinh lại xuất hiện tại đây? Bởi vì ngày hôm nay mình nhận được rất nhiều lời yêu cầu của những quý vị khán giả nào mà đang muốn đi đảo Cát Bà, là xem là tình trạng phà ở Cát Bà còn tắc giống như là những cái đợt cao điểm năm ngoái hay không. Đúng rồi, thì thật ra thì Cát Bà là đảo và tình trạng phà Cát Bà thì chắc chắn là lượng khách hè về đổ ra rất là đông, đâm ra là không tránh khỏi được tắc cả. Thực ra thì chúng ta có rất nhiều cái cách mà đi Cát Bà để đỡ tắc. Nếu các bạn đi từ Hà Nội và Hải Phòng thì chúng ta có thể lựa chọn đi bằng xe buýt, xe phương tiện công cộng ấy thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu ai vẫn muốn mang xe ra ngoài Cát Bà và đi vào dịp cao điểm vào cuối tuần ấy thì mọi người hãy nên lựa chọn phương án là đi phà Tuần Châu. Thật ra thì phà Tuần Châu thì nó có thể nó xa hơn nhưng bù lại là nó không bị tắc, và đặc biệt là cảnh từ đây sang bên Giao Luận đấy các bạn, nhìn rất là đẹp. Đấy, cảnh rất là đẹp. Đấy, cái tuyến phà kia thì mình cũng đã quay một lần rồi nhưng mà mình sẽ phải quay hết kiểu bên này để cho mọi người có đưa ra sự so sánh, còn đâu lựa chọn như thế nào là quyền của mọi người. Trước tiên thì chúng ta đã phải vượt qua từ cái đường cao tốc ra đây là đã qua cầu Bạch Đằng. Đúng rồi. Đã mất 35.000 tiền phí. Đúng rồi. Là phí cho một chiếc xe tầm 4 đến 9 chỗ. Và sau đó thì quãng đường di chuyển từ cái chỗ kia ra đây thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 30 mấy cây số rồi. Đấy là tính về tiền xăng. Và lát nữa thì mình sẽ review về giá vé. Giá vé vừa nãy bạn mua giá vé thì hiện tại bây giờ xe ô tô dưới 9 chỗ là 300.000. Và người đi bộ thì hiện tại giờ đang khuyến mại còn 60.000 một người. 300.000 tức là đắt gấp đôi so với cả bên đúng rồi, kia. Đắt gấp đôi so với bên kia. Bên kia là 160. Tại vì phà này thì đi xa hơn bạn ạ. Phà này thì thứ nhất là bạn nhìn này, phà này to hơn phà bên kia. Là cái đầu tiên, cái thứ hai là phà này đi cũng xa hơn. Phà bên kia chúng ta đi chỉ đi mất 20 phút thôi nhưng phà này thì là 50 phút cơ. Thế nhưng mà người thì bao tiền nhỉ? Người thì là 60.000. 60.000. Thế là cũng đắt gấp 6 lần luôn đấy. Nhưng mà bù lại thì cái cảnh mà chúng ta ngắm. Ok, nói chung là mỗi nơi thì sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ quay tất tần tật, thậm chí là cả cái con đường mà dẫn từ bến Giao Luận vào trong thì trấn Cát Bà để chúng ta cùng trải nghiệm nhá. Hơi tiếc là chúng ta không thấy được cái cảnh cất cánh của chiếc thủy phi cơ đâu nhỉ. Xa xa kia có phải là chiếc không phải bạn ạ, đấy là chiếc Catherine. Catherine là một trong những cái tàu ngủ hạng 6 sao ở Hạ Long bây giờ bạn ạ. Và có một đôi luôn. Đúng rồi, một cặp luôn, và cũng vừa mới hạ thủy năm ngoái đấy bạn ạ. Thế thì để trong những tập tiếp theo thì Nếm sẽ cố gắng là review hết từ những cách làm thế nào để trải nghiệm tour này, làm thế nào để đặt phòng với cả đặt du thuyền này, và giá vé như thế nào.
mùa cao điểm với mùa thấp điểm sẽ như thế nào và có những cái trải nghiệm gì, mọi người hãy đón xem nhá. Mình sẽ review hết và mình cũng đang bán mình cứ bảo bạn Vinh Nguyễn là cũng đang bán tour ở bên Cát Bà cộng với cả Hạ Long, mọi người Đồ có thể liên hệ Đồ Sơn nữa, mọi người hãy ủng hộ anh em nhá. Kia kìa mọi người, đây này, chiếc thủy phi cơ cũng đang bay lượn trên bầu trời này và nó sẽ đưa chúng ta từ Vịnh Hạ Long này qua thành phố Hạ Long để ngắm nhìn trọn vẹn cái khu du lịch này. Thực sự là nếu là một người mà bay flycam cũng gần chục năm rồi, nhưng mà để mà chúng ta đứng ở trên đó, ngồi ở trên đó và nhìn xuống dưới thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Bằng mắt thường bao giờ cũng là đỉnh nhất. Và một cái chuyến như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 9 đến 11 người, tính cả phi công thì phải. Ra khơi thôi mọi người ơi. Nhưng mà đúng là khi mà chúng ta đi bằng cái phà mà từ Tuần Châu ra Gia Luận thì nó lênh đênh hơn nhỉ? Đúng rồi, nó lênh đênh hơn. Như đi du lịch luôn đấy. Đây, bởi vì cảm giác như chúng ta đi mua cái vé 60.000 chúng ta cảm giác mua vé tham quan vịnh bạn ạ. Đúng không? Đâu của tôi là 300.000 bạn ơi. Thật ra thì những cái tàu đi thăm vịnh cũng đi lịch trình giống như chúng ta mà. Kia đây là nhìn kia tàu ngủ này. Tàu ngủ họ đỗ sát với cả chỗ những cái núi này luôn. Một trong những con tàu ngủ hiện đại nhất của vịnh Hạ Long bây giờ. Đẹp nhỉ? NCC à? NCC. Bên này thì có hai con các bạn ạ. Có hai, một cặp ấy à? Một cặp luôn. Nhưng mà Vinh có thấy là bây giờ hôm nay ở trên cái phà này đa phần là xe gia đình. Chỉ có một chiếc duy nhất là chiếc chở xe ga này thôi. Đây là chiếc xe ga. Và phà bên Tuần Châu này cũng to hơn phà bên Đồng Bài, Tớ thử đếm thử nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con xe ô tô. Cộng với cả xếp kín thì có thể được hơn nữa. Đấy. Nhưng mà theo tôi nghĩ thôi, tớ vẫn bảo vệ quan điểm là nếu mà để vận chuyển được nhiều xe nhất có thể thì chắc là chỉ bên phà gót. Đúng rồi, bên phà gót thì nhiều phà hơn, nhiều chuyến hơn và lượng khách đi cũng đông hơn. Và nhưng mà thực ra thì với những du khách mà có thể đi Hạ Long xong rồi di chuyển sang bên Cát Bà thì người ta có thể lựa chọn phương án đi bằng phà Tuần Châu này cực kỳ hợp lý, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Hôm nay thì thời tiết nó không được đẹp cho lắm nhưng mà nó lại sẽ rất là dễ chịu để khi mà mình đi ở trên vịnh này, nó sẽ rất là mát mẻ. Còn nếu mà những cái ngày nắng mà đi ngồi ở trên cái phà này thì nó cũng hơi nóng. Nhưng mà ra biển thì gió mát lắm bạn ạ. Tớ đã thử đi những ngày nắng nóng rồi nhưng mà rất là mát. Đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó tớ đi bằng cái hướng này. Nhưng mà bây giờ thì cũng có một cái thêm một cái phương tiện nữa, đó là sẽ đi bằng tàu cao tốc từ trong chỗ Bến Bính ra với cả... Tàu cao tốc Bến Bính thì cũng đã chuẩn bị chạy lại ngày 23 tháng 4 này, đã chạy lại rồi bạn ạ. Đấy, và ngày nãy... 250 một ngày, 20... 250 đến 270 bạn ạ. Một người. Đúng rồi, chạy chúng ta di chuyển từ trong Bến Bính Hải Phòng ra đi ngoài Cát Bà mất 50 phút thôi. Đấy. Nói chung là mình rất là mong muốn là quý vị khán giả không chỉ là xem video này mà thậm chí là nghe đến Cát Bà thì hãy đến Cát Bà. Đúng rồi, tại vì vừa rồi thật ra thì ở Cát Bà ấy, có những rất nhiều người đi Cát Bà về và rồi sợ không dám đi nữa và cũng khuyên cả mọi người không đi Cát Bà nữa. Nhưng thật sự Cát Bà rất đẹp và chúng ta có rất nhiều cách đi để không tắc. Ví dụ các bạn ở trên Hà Nội thì các bạn có thể lựa chọn phương án đi bằng xe tuyến. Thật ra thì hiện tại bây giờ có rất nhiều tuyến xe chạy đi Cát Bà và giá vé thì cũng chỉ dao động từ 200 đến 300 nghìn cho một người cho một lượt thôi và chạy mất 3 tiếng rưỡi. Và nhà xe thì cam kết với các bạn là các bạn đi chuyến xe đấy cam kết là không bao giờ tắc đường tắc phà nhé. Bởi vì đến đấy là chúng ta đi bộ và sang kia lại có xe đón này. Đúng rồi, chúng ta sẽ di chuyển sang bên xuống dưới cái bên cạnh phà Đồng Bài và phà Gót bây giờ ấy, có một tuyến một bến tàu cao tốc và du khách chỉ mất 7 phút di chuyển sang bên Cát Bà thôi, rất là nhanh. Và sang bên kia thì có một xe khác đón và người ta có hướng dẫn viên, nói chung là xe dòng xe cao cấp luôn và limousine cũng có luôn các bạn nhé. Limousine cũng có luôn với những khách hàng thích mọi người không cao cấp. Quá quan trọng về xe thì cũng có thể để gửi đúng xe rồi bên này. Tại vì là khi chúng ta mang xe ra ngoài Cát Bà, thật ra chi phí mang xe qua phà như bạn đang đi bây giờ cũng không hề thấp, đúng không? Mà ra ngoài Cát Bà thì nếu các bạn ở Cát Bà, 90% các khách sạn không có chỗ để xe, chúng ta phải mang xe đi gửi và chi phí gửi xe trong một đêm ở Cát Bà cũng rơi từ 100 đến 200 nghìn. Đấy. Và ra Cát Bà thì chúng ta cũng gần như không sử dụng đến xe, tại vì ngoài quay Cát Bà ấy, các bạn ra bạn thấy đấy, xe điện chạy rất nhiều đúng không? Chỉ có 10.000 người một lượt thôi. Tội gì chúng ta phải đi xe ô tô làm gì đâu, đúng không? Đấy. Đâm ra là các bạn hãy hạn chế đi xe cá nhân ra ngoài Cát Bà nếu có thể nhé. Còn nếu cố chấp vẫn muốn mang xe ra Cát Bà thì chúng ta phải lựa chọn phương án phạt Tuần Châu này, đúng không? Tôi vẫn thích đi bên kia hơn. Kệ tôi, bạn đi bên này, tôi đi bên kia. Đấy. Anh em gặp nhau ở trên đấy được. Đúng rồi. Tôi nói thế thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn một chút về Vịnh Hạ Long với những cái hòn đảo xinh đẹp. Đây là quần thể mà đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. 2 lần được vinh danh.
Mình cùng với Vinh đang trong cái hành trình mà đi tìm 600 tỷ ở ngoài biển khơi. Đây mọi người hãy nhìn xem, quá nhiều thuyền luôn. Theo cùng với mình rất nhiều thuyền khác đi cùng đúng không bạn? À, đúng rồi, đấy rất nhiều luôn. Và những cái chiếc thuyền này là những chiếc thuyền mà chở các du khách mà đi ra với cả tàu ngủ ở trên vịnh Lan Hạ. Mặc dù chúng ta xuất phát từ bến Tuần Châu nhưng mà chúng ta lại di chuyển ở trên phần lãnh thổ của Hải Phòng, tức là vịnh Lan Hạ nhiều hơn. Và rất nhiều người, mọi người nhìn này, wow, trời ơi, cái đoàn thuyền rất là đông. Mình nghĩ là cuối tuần sẽ còn đông hơn nữa. Và xa xa kia là những chiếc tàu ngủ mà có cái trọng tải lớn và có cái kích cỡ cũng khổng lồ. Toàn tàu 4-5 sao đấy bạn ạ. Toàn 4-5 sao đúng không? Đúng rồi, toàn 4-5 sao. Và mình cùng với ở Vinh cũng bán cả những chiếc tàu ngủ ở đấy. Nhưng mọi người phải đặt xa một chút nhá, bởi vì đặt gần thì sẽ rất là khó để có thể là book. Sơ sơ chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái tàu ngủ. Wow, nhìn cái đoàn thuyền này đẹp chưa? Khi các bạn đi bằng phà Tuần Châu thì cảnh chúng ta ngắm ở đường, dọc đường đi cũng rất là đẹp đúng không bạn? Bởi vì chúng ta chạy sát với ở núi. Nghe thì vịnh Hạ Long nhiều rồi nhưng mà mình thấy là hải trình của những chiếc tàu trên vịnh Hạ Long thì không chạy sát núi giống như ở bên Lan Hạ. Đúng rồi. Nên Cát Bà cũng là một lựa chọn rất là tốt. Mặc dù là đây là quãng đường chúng ta đang di chuyển ra Cát Bà nhưng mà thật sự ra giống như kiểu chúng ta đang đi ngắm vịnh đúng không bạn? Đúng rồi. Tôi để ý từ nãy giờ các chiếc tàu đây đều mang số hiệu, biển hiệu ở Hải Phòng, HP đây này. Wow, đông lắm. Trời ơi, đông. Các cụ hay có cái câu là đông như quân Nguyên, đây cũng y xì như vậy mà nhỉ. Tới kia tôi thấy là họ rẽ sang phải là vào trong một cái vịnh à? Đúng rồi, những cái khu mà tàu người ta đỗ đấy bạn ạ. Hoặc là đến là có một nối khác nữa đi nữa. À đấy. Wow, mọi người nhìn này, cảnh này rất là ấn tượng. Hôm nay thì có vẻ như là một cái ngày mà nước nó đục. Chưa, nếu mà nó mà trong thì chúng ta sẽ đi, nó sẽ nhìn đẹp hơn. Hôm nay thấy cả cát luôn rồi. Càng đi sâu vào thì mình thấy là cái số lượng mà tàu ngủ đây quá nhiều luôn. Trời ơi mọi người nhìn này. Nhưng mà đa phần gần như là 99% là toàn khách nước ngoài thôi. Bởi vì là khi mà họ tới Việt Nam, tới cái cảnh sắc thiên nhiên mà có 102 trên thế giới này thì chắc chắn là họ muốn ngủ lại để thưởng thức những trọn vẹn một ngày ở trên cái vùng biển này. Đấy mọi người thấy không, sơ sơ trong này cũng có tới tầm khoảng chục con. Và bên này nữa, ủa ôi, mọi người nhìn xem này. Đây bên này nữa. Bên này, ủa bên này vừa nãy mình cứ tưởng là 8 con nhưng mà cũng mười mấy con rồi. Rất nhiều. Nó gần như là một hệ thống khách sạn nổi tại khu vực Vịnh Lan Hạ này. Thông thường những chiếc tàu lớn như thế này nếu mà để di chuyển vào trong đất liền thì nó sẽ mất thời gian và mất chi phí nhiên liệu nữa, nên người ta sẽ lựa chọn cái phương án là ở lại tại đây và sau đó thì sẽ có những cái chiếc tàu nhỏ để truyền tải khách vào đó. Ôi mọi người nhìn này, trời ơi, wow, ôi ôi đẹp quá mọi người ơi. Vài chục con tàu ngủ nằm ở đây, một khung cảnh quá là ấn tượng luôn. Mình rất là vui khi mà tín hiệu du lịch của Việt Nam đã quay trở lại rồi. Cách đây vài hôm thì tớ cũng có đi bên Hà Giang, tớ thấy là lượng khách ở trên Hà Giang cũng rất là đông bạn ạ. Đúng rồi. Tớ hay nói đùa với anh em là Hà Giang bây giờ sắp trở thành tỉnh Hà Tây đấy. Ôi, Tây ở đây cũng rất là nhiều. Rất nhiều những con tàu ngủ đang đỗ ở đây và dịch vụ ngủ đêm ở trên Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long hiện tại cũng đang cực kỳ phát triển bạn ạ. Tớ thích, nói chung là một người mà yêu thiên nhiên giống như kiểu nếm, chắc chắn là cái cảnh sắc của Vịnh Lan Hạ sẽ đem rất nhiều cảm xúc. Nhiều khi chúng ta sẽ không cần phải sự sôi động ngồn nào giống như ở trong Bãi Cháy, mà chúng ta cần những cái gì nó thiên nhiên nhất như ở đây. Đẹp quá. Trời ơi, phà chạy sát vào vách núi luôn. Đẹp nhờ. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, Vinh ơi, nhiều quá Vinh ơi. Đẹp quá Vinh ơi. Đẹp quá. Trời ơi, tớ muốn mỗi ngày ngủ một đêm ở cái thuyền, mỗi thuyền các bạn ạ. Vì mỗi thuyền nó đều có một cái kiểu hình dáng, hình hài và cái chất lượng phục vụ khác nhau, nhưng tớ muốn trải nghiệm hết quá. Mà thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Tự hào, tự hào. Trời ơi. Nếu mà đến Hải Phòng thì không đến với cả Vịnh Lan Hạ thì có lẽ là sẽ thiếu sót cái phần đẹp nhất của Hải Phòng. Trời ơi, kia nữa kìa. Cái này mà nhiều khi là tôi thấy là người Hải Phòng cũng ít khi ai mà ra tới Lan Hạ ấy. Đấy cũng là điều đáng tiếc. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì Vịnh Lan Hạ thì cũng có mới nổi cách đây vài năm thôi bạn ạ. Trước, nhưng mà khách nước ngoài thì người ta lại biết từ lâu rồi. Cách đây hàng chục năm rồi bạn ạ. Tớ có chơi với một vài những anh em làm tour đấy.
và có những vị khách nước ngoài họ đã biết là ở đây có cái tảo mà nó phát sáng ấy, cái con gì nhỉ, Lân Tinh ấy. Ôi ôi, con thuyền gì con Vinh? Kia là con thuyền mà sáng nay mà chúng ta nói đấy bạn à. Đấy là du thuyền Sea Star ấy. Sea Star đấy à? Sea Star. Đúng rồi, sáng nay tôi cũng thấy rồi. Đấy. Ôi ôi, con Sea Star 5 tầng, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó hình như là cái con to nhất ở cái khu vực này rồi bạn ấy. Đúng rồi, kia thì Capella à. Màu xanh xanh kia bạn kìa, là à. Capella. Còn đây là Ambassador Signature. Đấy là một vài những con thuyền mà tôi biết. Giá thì tầm khoảng dao động tầm 3 triệu trở lên, 3 triệu mấy trở lên nhỉ. Đúng rồi. Vì là tàu phà nó không có phanh, mọi người đang, anh thuyền trưởng đang phải bấm còi inh ỏi để các phương tiện lường trước và tính trước được đúng không? Nhưng mà họ leo đậu in ở chỗ này à? Không phải, đây là khu vực mà để người ta đón khách và trả khách các bạn ạ. Chứ sau đấy là bắt đầu du thuyền này sẽ chạy đi tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Nan Hạ. Đấy, có lịch trình của những du thuyền này thường cũng sẽ có chương trình là tham quan hang Sửng Sốt đấy. Đấy, và tắm ở Ti Tốp và sang làng Việt Hải của Vịnh Nan Hạ nữa. Nói chung mà ai mà sợ đi biển, nếu mà như kiểu là sợ cái sóng của Phú Quý hay là một số cái hòn đảo như Lý Sơn thì các bạn tới về Vịnh Hạ Long thấy nó sẽ khác biệt hẳn, bởi vì nó nằm ở trong một cái vùng vịnh như này và được che chắn bởi rất nhiều những hòn đảo, hàng nghìn hòn đảo, nên là nó sẽ ổn định quanh năm. Trong này đấy gần như không có sóng bạn ạ. Đấy là lý do tại sao mà tàu có thể neo đậu đây. Chứ còn đâu như những lần mà mình đi Lý Sơn hay là Phú Quý thì mình thấy là ác mộng luôn. Cuối cùng thì chúng ta cũng tới được với cả bến Gia Luận rồi. Và quãng đường di chuyển từ ngoài Tuần Châu và đến đây sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tiếng 15 phút. Tức là nó sẽ xa hơn tầm khoảng gần gấp 4, gấp 5 lần. Nếu như mà theo như Vinh có nói ở bên kia là 20 phút thì bên này 1 tiếng 15 phút thì nó cũng sẽ xa hơn 4 lần lên. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta được ngắm cảnh rất là đẹp. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chạy qua cái cung đường rừng quốc gia Cát Bà với những cái hàng cây xanh bên cạnh, quá đẹp luôn. Nào mời mọi người lên bờ thôi. Ây da, bên này do là cái bến phà nó không thể nào mà xây dựng rộng được nên là mình đang thấy là có những cái chiếc xe khách dịch vụ họ đang phải đỗ cũng nằm cùng trên cái con đường xe lên nhỉ Vinh nhỉ? Rồi. Từ đây mà để chúng ta di chuyển vào trong Cát Bà thì còn khoảng 25 km nữa. Cái quãng đường đi chúng ta di chuyển vào trong Cát Bà, chúng ta sẽ đi xuyên qua vườn quốc gia Cát Bà. Cảnh thì nó rất đẹp bạn ạ. Và đường đi lại thì hiện tại đã được làm mới lại rồi. Thật ra là như Vinh là một người thích đi ở đường bên này hơn, còn nếu tớ lại thích đi ở đường bên kia, bởi vì là tính quãng thời gian ra ở phà bên kia thì chạy liên tục, nó sẽ lót chuyến liên tục, chưa kể là nếu mà chạy từ chỗ tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra được với cả Tuần Châu thì chúng ta cũng phải rơi tầm khoảng 45 phút, xong lại còn bị chậm hơn bên kia tầm khoảng 50 phút nữa, tức là cộng lên là 1 tiếng 30 phút rồi đấy. Thôi đấy là tùy lựa chọn của mọi người nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với phần trải nghiệm xuyên rừng quốc gia Cát Bà bằng con đường bộ này. Đẹp nhờ. Hơi tiếc là hôm nay thì cái bãi bên này nó cũng khá là cạn nhỉ bạn nhỉ. Bình thường ra nước ở đây thì có những ngày mà lên thủy trường lên cao còn sắp sánh mặt đường các bạn ạ. Đấy, tớ đã từng đi những cái ngày như thế và tớ thấy rất là đẹp. Ôi, đường dài asphalt đẹp quá Vinh ơi. Chạy rất là mịn đấy. Bạn này không lái xe bạn không cảm nhận được đâu, tôi thấy mịn lắm. Đẹp mà nhận. Hai bên đường là rừng cây bạn ạ. Hai bên đường là rừng cây luôn. Có cái đoạn đường sâu hun hút luôn nhỉ. Dài tới tận vài cây số mà chuẩn bị chúng ta đến đoạn đấy rồi đấy bạn ạ. Cát Bà không chỉ có biển đúng không bạn? Cát Bà còn có cả vườn quốc gia Cát Bà nữa. Ra Cát Bà thì mọi người có thể lựa chọn phương án là đi thêm vào vườn quốc gia Cát Bà nữa nhé. Đi leo núi này, đi thăm hang này, thăm động này và có thể là đi xuyên rừng nữa bạn ạ. Đây rồi, cái đoạn đường thẳng nhất đây rồi. Nó sẽ trải dài tầm khoảng 1-2 cây số. Chúng ta nhìn thấy nó sâu hun hút Linh nhỉ. Các du khách họ rất là thích đạp xe với chạy xe máy ở trên đảo Cát Bà nhé. Không khí trong lành nhỉ.
như thế này mà chúng ta đi bằng xe máy thì chắc chắn là sẽ tầm nhìn nó sẽ thoải mái hơn bạn ạ. Không khí nó trong lành, mát mẻ. Nhất là bạn nào mà kiểu đưa người chơi yêu đi trốn đấy. Nhắc đến cái câu đấy, mình xin nói thêm đó là MV mà đã giúp cho Đen Vâu, ca sĩ rapper nổi tiếng cho đến thời điểm hiện tại, đó chính là nhờ vào MV Đưa Nhau Đi Trốn, và cũng đã được thực hiện ở Cát Bà. Nên mình cũng rất là mong là sau này sẽ có nhiều ca sĩ chọn Cát Bà để làm những cái bối cảnh ở MV hay là những nhà làm phim. Đấy, thẳng tắp nhờ. Thế thì lại hấp dẫn quá. Ôi, nếu mà không có ca sĩ hay rapper hay là diễn viên nào thì mình đành phải quay YouTube vậy. Đây, chúng ta đến khu đông dân cư. Chỗ này thì là có một cái hang quân y, là di tích lịch sử. Nếu mà ai mà muốn vào tham quan thì cũng được. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đang hơi vội để tới với cả làng chài Cái Bèo để đi một cái tour hoàng hôn ở trên Vịnh. Nên bây giờ mình sẽ đi thẳng với Vịnh nhỉ? Vịnh nhỉ? Ok, chúng ta sẽ đi thẳng luôn. Khi nãy chúng ta chỉ mới ngắm nhìn được một chút vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ thôi, bởi vì dù sao thì đi phà thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện để vận chuyển hành khách với cả phương tiện. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả Vịnh Lan Hạ trên những cái chiếc thuyền du lịch như này. Hôm nay thì mình đang đi trên chiếc thuyền, mình sẽ, đây là Aroma Cruise. Thì ở đây thì có một cái tour hoàng hôn, tour sunset đấy. Thì chúng ta có thể lên đến đây buổi chiều và ngắm hoàng hôn. Nhưng mà hơi tiếc là cái thời tiết này thì chắc là không biết là hoàng hôn có hay không. Nhưng mà mình cũng muốn quay luôn, bởi vì ra tới Cát Bà mà không lên trên Vịnh ấy thì quả là lãng phí. Chào các anh nhá. Vâng. Cái tàu mà mình đang đi có 2 tầng để cho các du khách có thể là đủ không gian trải nghiệm. Không biết là full tàu này khoảng bao nhiêu khách? Rất nhiều tàu mọi người ạ. Đẹp chưa? Cát Bà đấy, Cát Bà Hải Phòng mình đấy. Các bạn hãy đến với cả Hải Phòng, đến với Cát Bà nhá. Rất nhiều các du khách nước ngoài họ cũng chắc là đi cái tour ngày. Tour ngày thì nó cần nhiều thời gian hơn, nhưng mà nó cũng sẽ cho chúng ta nhiều trải nghiệm hơn. Còn cái tour buổi chiều này thì nó sẽ đi rất là ngắn để cho chúng ta có thể là chụp được những cái tấm hình. Thực ra thì mình thấy là chỉ cần quanh khi mà xuất bến được một lúc thôi thì chúng ta cũng chụp được rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, bởi vì là tàu nó di chuyển sát với cả những cái vách núi như thế này, vách núi đá. Có một điều khác biệt khi mà chúng ta đi du lịch ở Vịnh Hạ Long so với cả bên chỗ Vịnh Lan Hạ, đó là các du khách có thể được tắm ở trên vịnh như thế này. Nếu như các bạn mà đi ở bên chỗ Hạ Long ấy thì người ta chỉ đưa đến những cái bãi như là bãi trên đảo Tiếp Tốp thì mới được tắm thôi. Còn ở đây thì là những chiếc du thuyền như thế này sẽ neo chúng ta lại và các bạn có thể trải nghiệm cái dịch ấy. Như bạn nữ kia này, bà ấy đang nhảy từ trên chỗ tầng 2 xuống. Đấy là một cái cảm giác rất tuyệt vời luôn ấy. Mọi người nhìn xem nhỉ. Cái cảm giác mà nhảy trên tàu xuống này là một cái trải nghiệm mà mình tin chắc là các du khách, kể cả trong hay là ngoài nước, họ đều rất là thích. Sẽ là một kỷ niệm mà nhớ đời luôn ấy. Ngoài ra thì có một số con tàu sẽ có cả những cái cầu trượt như kia nữa, để các du khách có thể là trượt xuống nếu như mà sợ độ cao. So với Vịnh Hạ Long thì bên Vịnh Lan Hạ này sẽ có rất nhiều bãi tắm, có tới cả 100 bãi tắm luôn. Những cái bãi tắm nhỏ hoang sơ ở phía trong kia. Nếu như quý vị khán giả mà có thuê những cái chiếc tàu riêng như thế này thì có thể tới những cái bãi như vậy. Hoặc là cái con tàu mà chúng ta đang đi thì nếu mà mọi người đi theo đoàn thì cũng có thể dừng đỗ theo cái hải trình mà chúng ta mong muốn. Mình thấy là chiếc thuyền ở phía bên kia cũng có rất nhiều những cái du khách nước ngoài, họ đang trải nghiệm tắm vịnh. Thật là tuyệt vời, hy vọng là họ sẽ có nhiều trải nghiệm tại Cát Bà Hải Phòng và mang cái hình ảnh đẹp này, mang cái trải nghiệm này để về đất nước giới thiệu cho Việt Nam của chúng ta. Một vùng đất rất là thân thiện và đẹp, cảnh sắc quá đẹp luôn. Vinh ơi, tớ đi mỗi một mình thôi. Hơi buồn nhỉ bạn nhờ. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ở Cát Bà, đó là những du khách đi một mình tới đây thì họ thường là sẽ kết nối với nhau, bởi vì đều là tâm hai nam sẽ gặp với hai nữ. Nhưng mà bây giờ tôi nhá, bạn có tin là bây giờ tôi sẽ đi tìm tôi đi tôi gặp ấy. Ok. Thế giờ mình bạn chờ đấy, bạn bỏ tôi thì bây giờ tôi đi đến lượt tôi để tôi đi tìm xem. Bạn ơi, bạn ơi.
Bạn đoàn mình có ai đi lẻ nữ không? Phải mình đi cùng với bạn ấy được không? Ai đây đây thấy. hay quá mọi người, may mắn mình cửa bên nếm rồi. Hạ không chỉ là ngắm cảnh đẹp về nhà, biết đâu có người yêu đúng không bạn? À không, nhưng mà tôi có vợ rồi. Lên video. Tôi đang nói là những người mà chưa có gì ấy. Đúng. Em bây giờ thì mình sẽ kết nối với cả một bạn nữ cũng là du khách độc thân đang đi du lịch tại Lan Hạ và sẽ hỏi là tại sao bạn ấy lại lý do gì mà bạn ấy đi du lịch một mình ở đây thế? Em đang chuẩn bị đi trèo kayak à? Thế anh có thể đi với em được không? Đấy mọi người thấy không? Ôi em, anh tên là Tùng, em tên là gì đấy? Em tên là Thanh. Ôi anh đâu quay. Thế là anh quay du lịch thôi mà. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Thanh ạ. Thanh á? Ờ anh tên là Thanh Tùng mà. Tên đầy đủ của anh là Đặng Thanh Tùng. Đấy có duyên thế anh biết. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái thuyền nào nó nổi một chút để đi cùng với cả Vinh nhá. Ôi hôm nay bên thuyền Aroma. Hôm nay anh Trung, đây là anh Trung chủ thuyền Aroma. Hôm nay rất là ưu ái cho Nếm, đã cho Nếm trải nghiệm cái chiếc kayak mà mới nhất đây. Chèo hả? Ảnh. Này may quá anh Trung ạ. Quá mày. Hôm nay có đông khách không anh? Đây cũng được mấy trăm anh. Có hơn trăm khách thôi. Hơn trăm khách, thế là cũng tín hiệu mừng rồi. Em xin phép đi trải nghiệm một chút anh Trung nhé. Vâng. Đâu? Bên nào? À ok, thế thì như nào nhỉ? Để anh cũng lâu anh không trèo kayak. Đây. Đấy, em chỉ là anh lái anh sau nhá, em cứ trèo nhá. Em chưa trèo cái này bao giờ. Không sao đâu em. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào theo cái hướng bạn Vinh kia, là một người bạn của anh. Hôm nay em đi từ Hải Phòng ra à? Em đi từ Hà Nội. Hà Nội à? Em đi xe khách ra đây à? Em đi xe nhà. Đi đâu cơ? Đi xe nhà. Đi xe nhà. Nhưng mà hôm nay em đợi phà có lâu không? Đợi chắc cũng 30 phút rồi ạ. Thế thì cũng nhanh đấy mọi người ạ. Thấy mọi người thấy không? Và những cái ngày mà nó không phải cao điểm thì phà bên Hòa Gót ấy cũng sẽ thoải mái để phục vụ các du khách. Trời ơi. Hai bạn nữ đi đâu đấy? Đi vào sâu vào trong kia đó vui này. Đi sâu trong kia vui hơn này. Ở đây này, trong cái khe đi, này. Đi theo đây luôn đi. Em phải chở bên phải đi em. Thanh có người yêu chưa Thanh? Em chưa có. Ôi. Thế sao đi chuyến này về chắc là có người yêu đấy. Anh quay lên kênh của em là kênh của anh là chắc là nhiều người sẽ biết em ấy. Thế thì anh photoshop cho em đẹp trai. Thế làm gì mà tự thiếu tự tin đấy. Đấy mình cứ trèo xong tí vào kia mình thả nổi được mà. Em thấy các bà đẹp không? Đẹp anh ạ. Đây là lần thứ mấy em đến đây à? Đây là lần đầu tiên em đến. Lần đầu tiên à? Dạ. Đây là Cát Bà, anh ở Hải Phòng mà. Dạ. Nên là mỗi lần mà cứ thấy khách tới ở Cát Bà là anh thấy vui lắm. Tối nay em định đi đâu chưa? Em chưa ạ. Mình dự định là ở đây mấy ngày? Em ở đây đến mai thôi. Đến mai thôi, tức là 2 ngày 1 đêm thôi à? Dạ. Đúng, công nhận. Thông thường thì các du khách trong nước thì họ sẽ ở đa phần là 2 ngày 1 đêm. Còn những cái du khách nước ngoài thì họ sẽ ở lâu hơn em ạ. Kia. Tức là những cái bạn nữ này đúng không? Đúng rồi. Thì sẽ ở lâu hơn à? Không, ở cùng với em nhưng mà anh không. Chào hai bạn nữ. Xin chào. Đi đâu đây anh? Mình cứ đi theo cái thuyền kia giờ. Vinh ơi đi đâu ơi Vinh ơi. Tí nữa mình có tắm Vinh không các em? Có. Có nhá. Tắm ở đâu ạ? Đây, tắm ở trên thuyền nhảy xuống luôn. Anh ơi. Em có thấy quê hương Hải Phòng anh đủ điều kiện để cho các tâm hồn tổn thương đến chữa lành không? Có chứ. Một nơi... Hôm nay đây có phải cái chuyến chữa lành của em không? Không phải anh ạ. Nhưng mà em vẫn đang vui nhưng mà chỉ là muốn tìm một nơi để cho mình vui hơn trong cái dịp lễ phải không? Dạ. Hay thật. Hy vọng là lần tới em quay trở lại với các bà thì em sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Hoặc là ngủ trên vịnh thì cũng hay em ạ. Ở trên đây có chỗ ngủ à? Có chỗ ngủ đấy, những cái thuyền to như ở phía bên kia kìa. Là thuyền ngủ đấy. Bây giờ mình có mặc trời à? Thanh đưa mình đi đâu là mình sẽ đưa đi đấy. đi lại gặp anh Tây. Ôi giời ơi, trai Việt ngồi sau như thế này vẫn còn thích trai Tây. Nhưng mà công nhận Tây họ bạo nhỉ. Họ trèo phong khỏe thật đấy. Chị ơi, có con hàu nào không? Thiếu mù tạt. Bây giờ có để không? Em lại, để em lại, chờ em lại. Ui, có thật hả? Có thật không? Em hãy cẩn thận đừng lội lên trên này, nó gãy chân đấy nhá. À bị chảy máu chân đấy.
À, bây giờ thì anh mới thấy được cái gương mặt của em thực sự thế này. Nãy giờ mình cứ ngồi xuôi với cả. Mà quay như này không đẹp. Thôi để anh quay thuyền lên kia quay cho. Để anh ấy cho. Đấy. Đấy. Ê ơi, đừng chồng ngược, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Cứ bình tĩnh thôi. Anh phải chồng ngược, anh mới chồng ngược em chèo xuôi. Thế thì để làm gì, để em muốn đăng tiến á, em muốn tiến á. Thì thế anh đang thì, muốn... thì vào ảnh và video nó mới đẹp chứ. Bởi vì ảnh thì nó lành tĩnh mà. Nhưng mà cái cảm giác nó bị ngược. À rồi rồi rồi, thế được rồi, để anh treo kia, anh đang lấy bối cảnh. Anh đang lấy muốn ốp lưng này vào trong núi này. Em thấy anh có tâm không? Có tâm. Đấy. Đấy. Không, tí nữa một mình em khắc trèo nhá, bởi vì đi đâu đi cũng được nhưng mà nó... Em chỉ cần một vài hình đúng không? Mấy giây thôi. À đúng rồi. Là về ra được một cái video hai mấy giây rồi. Hai mấy giây là đủ up story phải đúng không? Đúng rồi. Ok, đến đây thì mình chắc là mình sẽ chụp cho bạn Thanh một chút. Em thấy quen chưa? Dạ rồi ạ, em giờ tay lái lụa rồi. Hay là anh em mình trèo từ đây về trong thị trấn ôi, đi. Ôi, không được rồi mọi người. Đây này, em này, những cái tàu ngủ cái kia, xa xa kìa đấy. Thì mình sẽ ngủ lại một đêm ở trên này. Tầm này thì vẫn còn rất là sớm. Tắm luôn ở đây anh. Sẽ nhảy bên này nhá, hoặc là bọn em sẽ thả thang ở bên này rồi. Vâng vâng, thả thang đúng không anh? Ồ. Vinh ơi. Vinh vâng, đồng hành, tớ cần người đồng hành Vinh ơi. Thật ra thì chương trình để tắm giữa Vịnh Nan Hạ này cực kỳ hấp dẫn mà các bạn chỉ có đi Vịnh Nan Hạ của các bà mới có được thôi. Đấy okay. Các bạn đừng bỏ qua chương trình tắm ở ngoài Vịnh Nan Hạ nhé. Là một tour guide lâu năm thì chắc là bạn sẽ là người nhiều tiên nhảy ở đây ấy. Một cảm giác sẽ cực kỳ phê đấy ạ. Các bạn nhìn đấy, chúng ta nhảy từ trên này xuống mà nước rất là trong luôn đúng không? Ok, đấy. Mọi người cứ yên tâm là dưới này nó sâu, cũng sâu an toàn thôi. Nhưng mà ai không biết bơi thì mặc áo phao đúng không? Đúng rồi, ai không biết bơi chúng ta phải mặc áo phao. Và nếu mà ai mà sợ độ cao thì ta có thể xuống tầng 1. Tầng 1 nhảy, ok. Đấy, nhưng mà thực sự với những ai mà thích sự mạo hiểm thì nhảy từ trên tầng 2 xuống là một cảm giác như được thế. Được anh nhỉ. Thì hay đấy bạn ạ. Ok, Mr. cực kỳ hôm nay sẽ nhường chỗ cho mình rồi. Hôm nay thì mình thì đã nhảy rất nhiều ngoài Vịnh Nan Hạ rồi, nhảy 7-8 năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho Tùng nhảy nhá. Ok, thế tớ sẽ cùng với cả các vị khách nước ngoài tắm nhá. Lát nữa thì kể cả là không có quần áo thì mình cứ để này phơi một lúc là sẽ về là ok luôn. Đấy. Xuống đi, chảy hết mình đi mọi người. Okay, I'm ready. 1, 2, 3. Ok. Wow. Đấy. Các vị khách du lịch nước ngoài cũng rất là thích. Bạn không quay hả? Bạn không xuống nhảy cùng tớ. Hôm nay tớ sẽ làm caramel để cho bạn nhảy nhá. Nào. 1, 2. Wow, cực tuyệt vời ạ. Đâu rồi? Lếm đâu rồi? Đâu rồi? À đây rồi các bạn ạ. Nhảy Vịnh Nan Hạ. Một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời đấy ạ. Đấy, tắm ở giữa vịnh luôn. Thật ra thì tắm ở trong bãi biển hay tắm ở bể bơi thì các bạn tắm hàng ngày rồi. Các bạn đi du lịch các bạn tắm suốt rồi. Nhưng mà thật sự là đi Vịnh Nan Hạ thì các bạn sẽ được cảm giác tắm ở giữa vịnh luôn. Một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đấy. Đây, các du khách đang nhảy và tắm ở đây đây. Đặc biệt là các bạn khách nước ngoài ấy. Các bạn ấy sẽ rất thích. Các bạn khách nước ngoài ấy sẽ rất thích những cái cảm giác này. Đấy. Em ơi em không tắm à? Em tắm đi, em nhảy đi. Đây hiện tại mình đang gặp một bạn du khách. Bạn thử cho mình xin cảm nhận về việc nhảy vịnh ở ngoài Vịnh Nan Hạ xem nào. Rất là tuyệt. Tuyệt à? Sướng. Đấy. Anh em nhảy lười nhá. Đấy. Đây là diễn viên nhảy cùng với mình à? Diễn viên. Đấy. Hy vọng là vợ mình không xem được video. Nhảy chỗ nào được anh nhỉ? Thầy con nha. Con dây chỗ nào nhảy với thầy? Anh ơi. Không cần bạc không. Cho nhờ tí. Thầy em lên trên này đi. Anh em ở dưới. Nhảy ngược đó. Nhảy ngược anh nhá. Với em nhảy kiểu gì? Đây, em đứng lên trên đi. Kéo cẩn thận cho đấy nhá. Đây là phần tô. Đây, ok nhảy này nhá. Thôi. Mọi người nhảy chắc chân nhá, nhảy chắc chân nhảy bắn hẳn ra ngoài nhá. Đâu. Chắc chân là bắn để bắn ra ngoài nhá, chắc chân này. Em nhảy trước cho. Trời ơi. Đây, từ nào. Trời ơi. Nhiều người phô ấy. Ê, Vinh ơi, từ đỡ bạn này lên. Ôi, sợ bạn ấy biết. Bạn ơi, Tùng có thể là làm mẫu để cho bạn ấy nhảy không? Không, vừa bạn nhảy rồi mà. À, thế à? Em nhảy chưa? Chưa. Thế em nhảy đấy. Đi núi lại nhảy. Dẫm lên quả lốp này. Dẫm lên quả lốp đi. Đổi bên này nhá.
Ôi. Nhưng mà mình đoán là khả năng là bạn nhảy nó cũng không chịu được đâu. Được chưa? Okay, nhưng kiểu okay. Nào. 1, 2, 3. Vắt nhảy vừa rồi, nếu mà như là mình ấy thì mình cho vắt nhảy vừa rồi là thất bại bạn ạ. Đấy. Ô, bơi đẹp nó chiếu nè. Ờ, bạn nữ kia bơi rất là đẹp. Tớ đi theo bạn đây đây. Đấy. Cái video này sẽ làm bằng chứng bạn ạ. Lạnh quá. Cậu ôm lên đi. Xuống đi bạn ơi, nước biển nó sẽ rất là ấm đấy ạ. Ok. Bình ơi, bơi ở biển rất là dễ, dễ là trong. Đúng rồi, bơi ở biển thì nước biển ấy, đâm ra là người mình sẽ đây để mình sẽ phỏng vấn bạn này, tiếp tục phỏng vấn bạn này xem nào. Cái cảm giác của bạn ấy như nào và bạn ấy có thể dám nhảy thêm một lần nữa không? Em thấy thế nào? Ôi, lần này không sợ nữa rồi. Lần này không sợ nữa à? Thì em có thể nhảy thêm một lần nữa đẹp đẹp để cho anh có thể quay được cho mọi người cùng xem được không? Nào, em nhảy tiếp phát nữa đi. Em nhảy. Đây này, em đứng ở đây này. Đây em đứng ở đây. Đấy. Cho chân xuống trước hay cho đầu xuống trước? Không, nhảy chân xuống trước. Nhảy chân trước. Đấy. Mẹ đi đâu chị à? Trước khi nhảy em có thể nói gì với mọi người được không? Nên ra vịnh An Hạ không? Bà có lên ra đi vịnh An Hạ không? Có lên tắm không? Mọi người nên ra đây để trải nghiệm. Cảm giác rất là sảng khoái. Dạ. Em đã tắm ở đây giữa này, giữa vịnh như này bao giờ chưa? Lần thứ ba và vẫn sẽ tiếp tục sẽ đi lần thứ ba. À, bạn này là lần thứ ba đi vịnh An Hạ rồi các bạn ạ. À. Đấy, thấy chưa? Có những người đi 3 lần người ta vẫn muốn đi mà bây giờ chúng ta chưa đi lần nào thì rất là tiếc. Nào 1 2 3. Ô. Đấy mới đúng ý nghĩa của tour sunset đây này. Bây giờ mặt trời thì cũng đang lấp ló đằng sau kia chuẩn bị là lặn. Mình thấy là cái hoàng hôn đỏ rực cả trên cái vùng biển này luôn nhỉ. Như vậy là ngày hôm nay thì mình cũng phải cùng với cả Mr. Cực Kỳ Vĩnh Nguyễn đã giới thiệu cho quý vị khán giả một lựa chọn khi mà chúng ta đem phương tiện ra ngoài Cát Bà, đó chính là đi từ bến Tuần Châu ra Tuần Châu. Và cho một các bạn một lựa chọn nữa khi đến với Cát Bà mà các bạn không có nhiều thời gian ấy, chúng ta có thể lựa chọn phương án tour đi sunset. Tour Vịnh An Hạ, nhưng mà chúng ta đi tour sunset thôi. Tour sẽ bắt đầu lúc 15 giờ chiều và kết thúc lúc 18:30 khi hoàng hôn vừa buông xuống bạn ạ. Nói chung là cũng đủ để trải nghiệm trong cái khoảng. Đúng rồi. Còn chúng ta vẫn có đầy đủ những trải nghiệm ví dụ như ngắm vịnh chẳng hạn, chèo thuyền kayak, nhảy vịnh tắm này, đầy đủ hết. Đấy. Nói chung là hôm nay mình đi di chuyển từ Hạ Long sang đây thì vẫn kịp. Mà thậm chí chúng ta về đất liền cũng vẫn kịp bạn ạ. Vẫn đất liền đúng không? Vẫn kịp. Thế thì có lẽ là đấy, có những cái nhược điểm và ưu điểm ở trên cái hành trình từ bên kia sang thì mọi người cứ tự so sánh nhá. Ngày mai thì chắc là chúng mình cũng kết thúc video nhỉ. Ôi, tại trở với cả thị trấn Cát Bà. Cát Bà. Và tối nay chúng ta còn thật ra thì Cát Bà cũng buổi tối cũng rất vui, rất sôi động bạn ạ. À, ok được rồi. Thế thôi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người trong những hành trình tiếp theo thì em sẽ cố gắng là review nhiều cái trải nghiệm hơn giống như là đi Lan Hạ. Hôm nay thì mình đang ở trên tàu Aroma. Aroma. Tôi tưởng romantic nhé. Aroma một trong những đơn vị tổ chức tour uy tín ở Cát Bà. Nói chung là mình với ở Vinh Nguyễn cũng đang đặt tour và đặt thuyền, đặt combo, đặt khách sạn, đặt ti tỉ thứ cho quý vị khán giả ở cái Cát Bà, cái thị trấn Cát Bà này và Vịnh Lan Hạ, nên mọi người hãy liên hệ với anh em mình nhá qua những cái số điện thoại đang hiện trên màn hình và trong cái phần mô tả. Tạm biệt mọi người.